Chương trình này được bảo trợ bởi Family Joy, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 1-800-NEW-DOCTOR hoặc 714-898-0765. Kính thưa quý vị, đây là chương trình y tế của đài LSTV. Chương trình này chương trình trực tiếp phát hình mỗi thứ hai từ 7 giờ tới 8 giờ. Chương trình này chương trình trực tiếp, thưa quý vị, lúc nào có câu hỏi nên gọi 714-893-3264 một lần nữa. Chương trình này chương trình trực tiếp từ 7 giờ tới 8 giờ, có 4 phần. Quý vị có câu hỏi về nội khoa hay là về bữa nay, quan trọng nhất là nếu quý vị nào mà có câu hỏi về chuyên môn về tim, đau tim, bệnh tim thì nên gọi vô, là từ bữa nay tôi hân hạnh rất là vui có bác sĩ James Diệp Trần, chuyên khoa về cardiology. Chào bác sĩ James. Cảm ơn bác sĩ Dylan. Tôi là bác sĩ James Diệp Trần về tim á, thì chắc quý vị cũng nghe nói hồi nãy là 4 phần phải không? Phần đầu là nội 4 phần là giống nhau hết. Mỗi phần là mình có thể hỏi về nội khoa hay là hỏi về tim, nhưng mà bữa nay mình muốn tất cả 4 phần là mình nói về tim thôi. Nếu mà có đủ quý vị nào mà có câu hỏi về tim đó thì mình có thể dùng tất cả 4 phần đang nói chuyện về bệnh tim, tại bệnh tim rất là có nhiều. Đúng rồi. Thành ra có thể một tiếng mình dùng hết nguyên cái tiếng này. Với lại một lần nữa là nếu quý vị gọi vô mà cái telephone nó bị kẹt đó, thì làm ơn giữ cái telephone, mình sẽ tới cái giai đoạn mình sẽ nói chuyện được. Nếu quý vị không gọi vô tối nay được mà quý vị có câu hỏi cho bác sĩ James Diệp Trần, xin quý vị email cho tôi ở ytelstv@gmail.com một lần nữa. Nếu quý vị không có nói chuyện được với bác sĩ James Diệp Trần hay tôi tối nay, xin email tới ytelstv@gmail.com. Ngay bây giờ tôi có một người vừa mới gọi vô. Hello, cho biết tên tuổi và câu hỏi. Em kính chào bác sĩ. Em tên Huệ, em 49 tuổi. Em muốn hỏi bác sĩ, tự dưng ngày hôm qua cái cần cổ em nó đau mà nó cứng ngắc á. Là đến độ lúc mà em ăn, em nói, em nuốt, em nhai á, là nó đau cái cần cổ chứ không phải đau cổ họng bác sĩ. Nhưng mà có gì hết đó không? Cái đó cái triệu chứng gì nó sợ không? Dạ, nhưng mà nuốt nó không có đau phải không? Ăn uống nó không có... giống như nếu mà em mu trong cái miệng em nói chuyện hay là em nuốt nước miếng hay là nói chung cái gì tự nhiên nó ảnh hưởng đau nguyên cái cần cổ, chứ không phải là soft road, giống như mình đau cổ họng bị bệnh cảm mà tự nhiên đau nguyên cần cổ á sĩ. Cái cần cổ là cái hàm hay sao, hay là cái nguyên cái cổ phía sau bác sĩ? Cái phía sau của cổ. Cái đó có thể, cái đó là có thể là mình bị trật cái mấy cái xương sống đằng sau cái lưng của mình đó, trong cổ của mình nó có 7 cái xương sống. Có thể là cô ngủ sai, cái gối nó cao quá, thấp quá, nó trật một cái xương sống đó. Cái này tôi khuyên trở lại bác sĩ gia đình đặng đi chụp hình X-ray, đặng coi đó là cái xương sống cổ đằng sau nó có bị trật hay không. Không, hồi xưa em có chụp hình X-ray bác sĩ, xin lỗi bác sĩ. Em có chụp hình X-ray thì người ta nói cái đốt số 2 nó bị giống như là nó giống như nó không được bình thường á. Rồi em hôm qua em có lấy cái viên thuốc Lyrica em uống thì em thấy bớt đó bác sĩ. Thì em muốn hỏi cái đó nó có bị triệu chứng ung thư gì không? Không có đâu. Năm nay cô 49 tuổi phải không cô? Dạ đúng. Cô 49 tuổi. Nếu có thể là cái xương sống mà cái nó gọi là cái C2 đó, cái C2 đó, có thể là nó bị nó bị trục trặc, có thể nó bị mòn, hay nó có thể là nó cái sụn đó có thể nó bị lồi ra một bên, thành ra nó làm rất là đau. Nhưng mà tôi nghĩ đa số mấy cái người mà 49 tuổi như cô đó mà bị đau cái cổ đó, thường thường là nó bị trật cái bắp thịt chứ không phải là cái xương sống đâu. Nhưng mà quan trọng nhất bây giờ phải đi chụp hình trở lại. Bác sĩ James Diệp Trần có ý kiến không? Dạ, đồng ý cái đó. Ý kiến của bác sĩ Dylan rất là đúng. Thì nên chụp hình một lần nữa chị ơi. Với lại sau khi chụp hình thì mình có cần làm gì không bác sĩ? Không. Thì bây giờ trở lại bác sĩ gia đình chụp hình xong rồi xin thuốc cho bác sĩ gia đình cho uống thuốc giống như là Advil, ibuprofen hay là meloxicam, mấy cái thuốc đặng nó giảm đau và giảm sưng. Nếu mà nó bị sưng bắp thịt hay là sưng mấy cái xương sống đó, thì mình uống mấy cái thuốc đặng nó giảm sưng. Với tôi khuyên đắp nước đá lên đặng nó thoải mái. Nhưng mà quan trọng nhất phải chụp hình và xin thuốc giống như là thuốc Advil.
hy vọng tôi cảm ơn bác sĩ nhiều ạ. Dạ, kính chào hai bác sĩ. Dạ, kính chào cô. Hello, cho biết tên tuổi và câu hỏi. Dạ, chào hai bác sĩ. Tôi là Hưởng từ ở Louisiana. Wow, xa quá. Dạ, cảm ơn chú. Dạ, chú có hỏi đi chú. Dạ, tôi năm nay 73 tuổi đó. Tôi có hồi năm 2011 tôi qua mổ tim, mổ 4 cái ven tim. Nhưng bây giờ cũng có đặt cái máy ở trên ngực nữa. Dạ, cái pacemaker. Dạ. Máy trợ tim thưa bác. Dạ. Nhưng mà sau 2-3 ngày nay thì nó làm như nó lói, nó đau chỗ cái vú bên trái bác sĩ. Rồi tôi uống lấy viên thuốc nhỏ xíu 0.4 mg, nitrostat để dưới để dưới lưỡi thì khoảng 5-10 phút sau thì nó êm, nó không đau nữa. Nhưng mà kể từ ngày hôm qua tới bữa nay tôi uống như vậy 3 lần rồi, không biết kiến bác sĩ thế nào bác sĩ. Thì bác nói là bác mổ tim rồi mấy năm trước phải không? Thì cái triệu chứng này hơi giống tim á, tại vì bác nói là bác ngậm thuốc dưới lưỡi mà rồi 5 phút sau nó hết. Rồi bác lo tới nỗi mà bác gọi từ cháu bang khác thì cháu nghĩ bác nên gọi bác sĩ tim của bác á. Rồi bạn có thể phải vô nội thương tối nay á. Coi sao, tại vì cái đó là cái triệu chứng mới, mấy năm trước không có bị phải không bác? Mấy năm trước thì không có bị. Nhưng mà cũng đôi khi nó cũng bị nhưng mà nó ít ổng rày đó. Nó kéo dài khoảng 2 tuần nay thì nó đau. Nó đau, tôi tưởng tôi đi tập thể dục rồi nhiều quá nó đau ở dưới bất thịt tương, nhưng mà giờ nghĩ là không phải. Dạ. Có cái là bác nói bác ngậm thuốc ở dưới lưỡi thì nó hết á, thì cháu bác sĩ Việt từ tim á khuyến khích một lần nữa bác nên gọi bác sĩ tim tối nay hay là tới ER để coi là nó có cái gì nặng hay không, tại vì bác nói bác mổ tim khoảng 4 năm trước hả? Dạ, hồi 2011 bác sĩ. Dạ, khoảng 6 năm trước thì mấy cái mạch máu, gân máu vã vô mấy năm trước có thể nó bắt đầu nó có bệnh đó thưa bác. Thì bác cẩn thận nha. Dạ, với lại cháu yêu cầu bác cẩn thận, tối nay bàn với gia đình đi, có thể phải đi ER á. Dạ. Dạ, tôi đồng ý với bác sĩ James là tại bác 73 tuổi mà bác có mổ tim, với lại bác có cái pacemaker nữa, thì cái nguy cơ mà mình có thể bị heart attack một lần nữa rất là cao. Đúng rồi, 6 năm sau khi mổ. Dạ, sau 6 năm. Thành ra bác sĩ James Dược Trần nói rất là hay, tôi đồng ý bác sĩ James Dược Trần. Cái này là một cái chuyện mình không có thể take lightly được. Tôi đồng ý bác sĩ James Dược Trần đó là nên vô ER, phòng cấp cứu nha. Dạ, hy vọng. Bác cẩn thận nha bác. Dạ. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Nói chuyện với gia đình nha bác. Dạ, cảm ơn. Dạ, cảm ơn bác. Dạ, chào bác. Hello, cho biết tên tuổi và câu hỏi. Dạ, dạ thưa, tên Xuân đó, năm nay tôi 70 tuổi rồi. Dạ thưa, tôi xin được hỏi bác sĩ ra việc cần được không ạ? Được, dạ, câu hỏi đi cô. Thưa bác, cháu đây, bác sĩ Việt đây. Dạ thưa, kính chào bác sĩ. Dạ thưa bác sĩ, tôi có đi khám tim đó bác sĩ. Dạ vâng. Sau khi đo điện tâm đồ rồi thì xét siêu âm tim đồ thì bác sĩ nói tốt. Mà đến khi chạy trích cho bác sĩ thì tôi chạy chắc không đúng hay sao đó. Thì bác sĩ có đề nghị tôi vô trong bệnh viện để làm cái xét nghiệm gì mà hình như là chích thuốc vô mạch máu để đo có bị nghẹt không đó bác sĩ. Đúng rồi, cái đó là... Tôi nghe nói vô bệnh viện sợ quá tôi không đi. Không sao. Thưa bác sĩ thấy cái xét nghiệm đó có nên đi không? Mà nó có nguy hiểm gì không bác sĩ? Cô Xuân năm nay 70 tuổi phải không? Dạ. Dạ thì dĩ nhiên 70 tuổi là cái hội bệnh tim hơi nhiều. Rồi vì lý do gì bác có tới văn phòng tôi để khám tim thì có thể mấy tháng này có triệu chứng gì về tim á. Rồi lúc chạy máy có thể có cái tâm đồ nó khác thường á thì bác cũng nên liên lạc cháu lại hay là liên lạc mấy cô y tá đó hỏi thêm về cái thử nghiệm này, nó là nuclear test thì ra nó dễ lắm, đơn giản. Không có đau đớn. Mấy tổng thống mấy năm nay cũng xài thử nghiệm cái thử nghiệm này bác ơi. Thì bác nên suy nghĩ kỹ nha. Dạ thưa, kính thưa bác sĩ, vậy nè, tại tôi nghe nói hình như tôi không hiểu rõ đó, thành ra nghe nói đi vô bệnh viện đó, rồi khi cái bị gì đó, cái soi cái chết
No, 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 no. Tới đó để chụp hình rồi đi về. Bác bác đừng lo nha. Chào cháu, 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 cháu sẽ bảo đảm không 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 cần ở lại để mổ gì hết. Chụp hình thôi rồi đi về. Sau đó tính sau, sau đó tính sau. Không biết về chuyên môn nhiều cái nghe con nói sợ quá. Trời trời, tội nghiệp chị Xuân. Hoặc là ngày mai gọi gọi văn phòng bác sĩ được không nha? Dạ, 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 nói... dạ, để tôi thu xếp rồi tôi kêu hả bác sĩ. Dạ, dạ, ok, sẽ chờ đợi. Dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều. Dạ vâng ạ. Dạ. Dạ, dạ cô yên tâm, bác sĩ James Việt Trần nói rất là có lý đó, là mình vô mình làm mấy cái stress test không có gì nguy hiểm hết đó, không có không không có mổ xẻ gì đó. Dạ. Vâng. Thành, dạ. Dạ. Dạ, cảm ơn. Dạ. Cứ sợ vô trọng cái làm cái bị bệnh cái mổ nó cái sợ luôn. No, không có đâu bác. Dạ. 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 Cảm ơn bác sĩ nhiều, bác sĩ. Dạ, cảm ơn cô. Cảm ơn cô Xuân. Dạ, bây giờ mình tới phần quảng cáo cho mấy cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình này.